đầu con rồng với con chim đã không ha. Ba buổi chứ mới 3 ngày. 3 buổi là 1 ngày rưỡi. Học dễ vậy, 1 ngày rưỡi là giỏi rồi. Muốn gì nữa? Quá nhanh. Ừ. Này là cái hình này là 2 con á, rồi mình đâu phải nguyên cái áo luôn, đâu phải 1 con đâu. Quá nhanh quá nhanh. Mà dễ có 3 buổi, 3 quá lẹ luôn. 3 buổi là 1 ngày rưỡi, 1 buổi có 4 tiếng à. Buổi mình dễ mấy tiếng, có 3-4 tiếng à? 3 tiếng. 3 tiếng. 9 giờ mới học. 9 giờ mới học rồi, tới 12 giờ là có 3 tiếng mà, 3 buổi 9 tiếng mà. 9 tiếng là coi như trong ngày. Trời ơi, 9 tiếng nếu mình dễ 1 ngày từ sáng tới chiều là xong. Quá nhanh rồi, thầy dạy thì quá nhanh rồi, mấy em dễ thì cũng ok rồi. Lần đầu tiên dễ vậy thôi chứ quá dữ rồi ha. Lần sau dễ đẹp hơn. Hai cái chán u của nó. Ừ, hai cái đầu nó có hai cái u tròn á. Thêm lông mày cho tới sáng xíu rồi bước. Lông mày á, lông mày cho sáng xíu nữa đẹp. Lông mày của thầy rồi. Con rồng nó đẹp nhờ gì biết không? Cái thần sắc của nó là nhất là lông mày. Hai là cái con mắt. Cái khuôn mặt á phải có nhìn nó phải nó hiền quá cũng không được, nó hiền quá nhìn rộng chứ tiếu nhìn kỳ lắm. Nó cũng phải hơi cái chất chút xíu hiểu không? Nhìn cũng phải dằn lên chút xíu. Nó cũng không phải là dữ lắm, mà vậy nó cũng phải có thần sắc chút xíu ha. Rồi, đó, sướng không? Giờ đó cho nó cô cái mặt vô cái chụp hình này kỷ niệm nè. Đó, khô liền rồi, nhanh khô lắm, khô ngay bây giờ luôn. 5 phút là khô. Không, để lan tiền mặt cho luôn. Để tiền mặt cho người luôn. Làm người mẫu sống luôn. Rồi, ok. Rồi, cẩn thận nha. Cẩn thận cái lửa.